Mình cảm giác rằng khi trang bị bộ gắp này lên chiếc xe thì vận hành cực kỳ là êm ái và trơn tru. Đó, mình cảm tưởng rằng đây là một chiếc phân khối lớn đích thực, đặc biệt khi kết hợp với bộ mông 160 và vành 4.0 ở đây, trong cùng với là cắt đuôi thì không khác nào một chiếc phân khối lớn, nhìn rất là khủng bố anh em nhé. Và cũng như là đã hướng dẫn anh em lắp được cái bộ gắp Rapido này lên chiếc xe của anh em ngay tại nhà. Và bây giờ mình sẽ test không tải cho anh em xem ở đây để xem trong quá trình vận hành nó sẽ như thế nào. Vì sao chúng ta nên lựa chọn cái gắp này? Phải khẳng định lại một lần nữa về cái sự vượt trội của cái chiếc gắp độ này so với chiếc gắp zin. Ok, bây giờ mình sẽ nổ máy và test không tải cho anh em xem. Thì khi mà mới đăng một số bài viết về chiếc gắp này thì nhiều anh em hỏi mình rằng: anh ơi, chiếc gắp này nó có nặng hơn gắp zin không? Thì đây mình sẽ cân luôn cho anh em xem, để anh em xem số liệu chi tiết. Thì đây là trọng lượng là 4 cân chiếc gắp độ. Mình chỉ cần nhấc lên thôi đã nghĩ là nó sẽ nhẹ hơn chiếc gắp zin rồi. Đây là chiếc gắp độ của anh em, 5 cân. Vậy là đã có sự chênh lệch rồi. Đó, thì cái sự chênh lệch này về độ dài thì nhiều anh em cũng thắc mắc là cái gắp zin với gắp độ thì gắp nào dài hơn. Thì đây mình sẽ cho anh em xem luôn. Thì mình sẽ ướm một lỗ thủ tiền luôn cho anh em xem. Đó, đây là đường này đã cắm vào nhau là bằng rồi. Là về độ dài sau là anh em thấy này, cái phần khoảng trượt để anh em lắp cục bánh thì cái phần gắp độ này nó sẽ dài hơn phần gắp zin này khoảng 1 phân, nghĩa là đã dài hơn. Đó, ưu điểm nổi trội hơn so với chiếc gắp zin này rồi. Đó, đầu tiên là anh em sẽ đã đưa phần gắp vào và rút cái cục của bạn. Chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do anh nói với anh không như ý, em xem anh là người em thích thì đến không thì. Em có bao giờ nghĩ là anh đến đau bao năm tháng, anh không hề than trách hay níu cao em dù nữa nào. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải lặng lẽ nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về đêm nay. Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý, em xem anh là người em thích thì đến không thì. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng, anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời. Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi.